Tiếng trống vang lên đánh thức chúng tôi dậy dù buổi lễ cầu nguyện nửa đêm. Khi tôi đang ngồi vào chỗ của mình, một bóng to lớn rón rén đến bên, trông thấp thoáng như một ngọn núi nhỏ nhô ra khỏi làn khói hương. Đó là vị chỉ huy Diệu. "Cậu đã hỏi chưa?" ông thì thầm. "Rồi," tôi thì thầm đáp lại. "Tôi có thể bay vào ngày kia." "Tốt lắm," ông nói nhỏ. "Diều sẽ sẵn sàng." Giờ đây ngồi trong tu viện, giữa những ngọn đèn bơ lung linh và những bức tượng linh thiêng trên các bức tường xung quanh, thật khó nghĩ về nhà sư giải dột đã đánh rơi kiếp sống này. Nếu anh ta không phô trương, có lẽ tôi đã không phải ngồi nghĩ cách điều khiển việc nâng chiếc diều trong khi lái. Nơi đây bên trong ngôi đền này, cùng với những linh ảnh sơn rực rỡ trên các bức tường, mỗi chúng tôi trông cũng giống như một bức tượng Phật sống động trong thế giới hoa sen. Chúng tôi ngồi trên những tấm bồ đoàn vuông dày khoảng 25 đến 30 phân thành hàng đôi. Hàng này đối diện với hàng kia và xoay lưng với một hàng khác. Buổi lễ thường nhật của chúng tôi được tiến hành trước. Vị chủ lễ lựa chọn theo kiến thức âm nhạc và giọng trầm của mình, cất tiếng hát những đoạn thánh ca đầu tiên. Cuối mỗi đoạn, giọng ông hạ thấp xuống mãi, cho tới khi không thể ngân được nữa. Chúng tôi hát đều giọng đáp lời. Một vài đoạn được nhấn bằng những tiếng trống hoặc những tiếng chuông ngân êm ái. Chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận với âm thanh của mình, vì tin rằng kỷ luật của một tu viện có thể được đo bằng sự trong sáng của tiếng hát. Chúng tôi hát đều giọng đáp lời. Một vài đoạn được nhấn bằng những tiếng trống hoặc những tiếng chuông ngân êm ái. Chúng tôi phải cực kỳ cẩn thận với âm thanh của mình, vì tin rằng kỷ luật của một tu viện có thể được đo bằng sự trong sáng của tiếng hát và sự chuẩn xác của từng nốt nhạc. Người Tây Tạng đã viết lên những bản nhạc có thể là rất khó để người phương Tây hiểu được. Nó bao gồm nhiều tiết điệu. Chúng tôi cùng hòa tấu những bản thánh ca, khi trầm khi bổng. Đây là cung cơ bản. Những người thích ứng tác thêm những đổi mới của họ vào dạng cung nhỏ hơn cùng với cung lớn. Khi buổi lễ định kỳ kết thúc, chúng tôi được phép nghỉ 10 phút trước khi bắt đầu lễ cầu siêu cho nhà sư mới qua đời ngày hôm đó. Chúng tôi tập hợp cùng nhau một lần nữa. Vị chủ lễ xướng lên một đoạn trong kinh Ba Độ Thô Đôn, một quyển kinh cầu siêu của Tây Tạng. "Ôi, hồn ma lang thang của nhà sư Cum Phen La La, người đã rời bỏ cuộc sống nơi thế gian này ngày hôm nay, đi lang thang mà không còn ở lại cùng chúng tôi. Vì anh đã rời bỏ chúng tôi ngày hôm nay, ôi, hồn ma của nhà sư Cum Phen La, chúng tôi thắp lên nén hương này để hướng dẫn anh trên con đường vượt qua những vùng lầm lạc để đi đến với chân lý vĩ đại." Chúng tôi tụng bài kinh gọi hồn người đã mất đến để được hướng dẫn và giác ngộ. Giọng cao trong trẻo của lớp trẻ chúng tôi xen lẫn với giọng trầm ấm của các vị sư già. Các nhà sư và các vị lạt ma ngồi nơi chính yếu của điện thờ thành từng hàng đối diện với nhau, ngẩng lên và cúi xuống làm những dấu lễ theo nghi thức cổ. "Ôi, hồn ma lang thang, hãy đến với chúng tôi. Anh sẽ được chỉ dẫn. Anh sẽ không nhìn thấy gương mặt chúng tôi, không ngửi thấy mùi hương trầm, bởi vì anh đã chết. Hãy đến đây, anh sẽ được chỉ dẫn." Ban nhạc gồm có nhạc cụ hơi bằng gỗ, trống, tù và, và chúng trẻ đệm vào những lúc chúng tôi tạm dừng. Một chiếc đầu lâu người để ngược, chứa đầy nước màu đỏ giả là máu, được mang đi quanh một vòng đến trước từng nhà sư để khơi dậy cảm xúc.
Máu của anh đã đổ trên mặt đất. Ôi nhà sư, mà người là một hồn ma lang thang, hãy đến để anh được giải thoát. Gạo nhuộm màu vàng nghệ tươi được rắc về phía đông, về phía tây, về phía bắc và về phía nam. Hồn ma đang lang thang ở đâu? Về phía đông ư hay phía bắc? Về phía tây ư hay về phía nam? Thức ăn của thánh thần được ban giải tới các hướng trên mặt đất, và anh không ngăn nó, bởi vì anh đã chết. Hãy đến đây. Ôi hồn ma lang thang, anh sẽ được giải thoát và chỉ dẫn. Tiếng trống trầm ấm sâu lắng với giai điệu của sự sống, cảm thấy như tiếng tích tắc sâu bên trong cơ thể con người. Những nhạc cụ khác nổi lên với những âm thanh của cơ thể. Nhẹ nhàng tiếng dòng máu chảy hối hả qua tĩnh mạch và động mạch. Tiếng thì thầm của nhịp thở trong phổi. Tiếng dịch róc rách chuyển động trong cơ thể. Những tiếng kéo kẹt, tiếng rít và tiếng ầm ầm tạo nên bản nhạc của sự sống. Tất cả những tiếng động mong manh của nhân loại khởi đầu với tiết tấu thong thả, nổi lên tiếng rít đáng sợ của tiếng kèn và tăng dần theo nhịp đập của trái tim. Một tiếng đập mạnh ẩm ướt rồi đột nhiên ngắc ngứ dừng lại. Sự kết thúc của cuộc sống, cuộc đời chấm dứt một cách khốc liệt. Ôi, tu sĩ, giờ là hồn ma lang thang, chúng tôi sẽ dẫn dắt bạn bằng giao cảm. Đừng sợ, nhưng hãy mở hết tâm trí của bạn. Hãy đón nhận giáo lý của chúng ta, rằng chúng tôi có thể giải thoát cho bạn. Không có chết chóc, hỡi hồn ma lang thang, mà chỉ có sự sống bất tử. Chết đi là sinh ra, và chúng tôi gọi để giúp bạn có một cuộc sống mới. Trong suốt nhiều thế kỷ, người Tây Tạng chúng tôi đã phát triển khoa học về âm thanh. Chúng tôi biết tất cả các âm thanh của cơ thể và có thể mô phỏng lại chúng một cách rõ ràng. Sau khi đã nghe qua rồi thì không thể nào quên được. Vào lúc sắp ngủ, bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng đập của trái tim, hơi thở trong phổi của mình chưa? Trong tu viện Lạt Ma giáo của các vị thiên giám quan, họ đưa người đồng vào trạng thái thôi miên bằng việc sử dụng những âm thanh này, và một linh hồn sẽ nhập vào anh ta. Viên sĩ quan chỉ huy quân đội Anh Giang Hát Ban xâm chiếm Tây Tạng năm 1904 đã chứng kiến sức mạnh của những âm thanh này. Và thực tế là khi ấy, vị giám quan trở thành một người hoàn toàn khác khi rơi vào trạng thái thôi miên. Khi buổi lễ cầu nguyện kết thúc, chúng tôi vội vã trở về ngủ. Sự phấn khích về việc bay và lại chỗ khiến tôi hầu như ngủ gật trên đường. Sáng ra, người chỉ huy diều nhắn tôi rằng ông đang tu sửa chiếc diều điều khiển được và mời tôi tham gia. Tôi và sư phụ liền cùng nhau đến xưởng của ông, được sửa sang lại từ nhà kho cũ. Những chiếc cọc bằng gỗ nhập từ nước ngoài nằm rải rác khắp sàn nhà. Trên tường vẽ đầy hồ sơ của những chiếc diều. Mô hình đặc biệt mà tôi sẽ thử nghiệm treo lơ lửng dưới mái vòm. Trước sự ngạc nhiên của tôi, vị sư chỉ huy diều kéo một sợi dây và chiếc diều hạ xuống sàn. Nó được treo lên một loại dòng dọc. Theo lời mời của ông, tôi trèo vào trong. Sàn của khoang diều có nhiều thanh rằng mà người ta có thể đứng trên đó, và những thanh ngang cao tầm eo làm thanh chắn để bám vào. Chúng tôi kiểm tra chiếc diều thật cẩn thận. Tấm vải đã được tháo ra, và vị sư chỉ huy diều nói rằng ông sẽ tự mình bọc một tấm vải mới cho nó. Đôi cánh diều không thẳng như những chiếc diều khác, mà nó đã được uốn cong giống bàn tay chuẩn bị nắm lại. Chúng dài khoảng 3 mét và theo cảm giác của tôi, chúng có lực nâng rất tốt. Ngày hôm sau, chiếc diều được đưa ra bên ngoài, và các nhà sư đã phải rất vất vả để giữ nó khi đi ngang qua khe đá có luồng gió lùa rất mạnh.
Cuối cùng họ cũng đặt được nó vào vị trí. Và tôi rất ý thức về tầm quan trọng của mình, trèo vào trong khoang diều. Lần này các nhà sư sẽ khởi động chiếc diều thay vì dùng ngựa kéo như thông lệ, vì họ có thể kiểm soát tốt hơn. Khi đã sẵn sàng, tôi hô lên Chari Tempa, tức là sẵn sàng kéo. Khi sự rung động đầu tiên xuyên qua khung diều, tôi hét lớn Ona Joa, chào tạm biệt. Một cú sốc đột ngột và chiếc diều bắn lên như một mũi tên. Một điều tốt là tôi đang bám rất chặt. Tôi nghĩ nếu không tối nay họ sẽ phải tìm hồn ma lang thang của tôi. Và tôi thì muốn ở lại thân xác này lâu hơn chút nữa. Các nhà sư bên dưới chuyển vận sợi dây, xử lý nó một cách khéo léo. Và chiếc diều bay lên ngày càng cao hơn. Tôi ném một hòn sỏi với lời cầu nguyện gửi đến các vị thần gió. Và nó rơi trượt qua một nhà sư ở phía dưới. Sau này, chúng tôi lại dùng một miếng vải vì nó đã rơi trúng chân một nhà sư. Thấp bên dưới, vị sư chỉ huy diều nhấp nhổm nôn nóng vì lo cho việc thử nghiệm của tôi. Vì thế tôi nghĩ tốt hơn hết là bắt đầu tìm hiểu chiếc diều. Di chuyển xung quanh một cách thận trọng, tôi nhận thấy rằng mình có thể điều khiển đáng kể để lái chiếc diều bằng cách thay đổi độ nâng và góc lượn của nó. Tôi đã tăng độ cao lên một cách bất cẩn và quá tự tin. Tôi di chuyển đến phía sau cổ khoang. Thế là chiếc diều rơi xuống như một hòn đá. Tôi bị trượt chân khỏi thanh ngang và toàn thân treo lơ lửng thẳng đứng từ chỗ khuỷu tay. Bằng những nỗ lực phi thường, tôi đu người lên và trèo vào vị trí đứng trong khi chiếc áo choàng bay phần phật và quật đen đét xung quanh đầu. Chiếc diều ngừng rơi và tiếp tục bay lên. Lúc đó tôi mới gỡ áo choàng ra khỏi đầu và nhìn ra ngoài. Nếu tôi không phải là một lạt ma với cái đầu cạo trọc, chắc hẳn tôi lúc ấy sẽ dựng đứng lên. Tôi chỉ cách mặt đất chưa đầy 60 mét. Sau này khi đã hạ cánh, mọi người nói rằng tôi chỉ cách mặt đất chừng 15 mét trước lúc con diều ngừng rơi. Và sau đó tiếp tục bay lên cao. Tôi phải bám vào thanh chắn một lát để thở hổn hển vì cuộc vật lộn trong không khí loãng. Đưa tầm mắt ra xa hàng dặm khắp miền quê, tôi thấy có cái gì đó giống như là một hàng chấm chấm di chuyển. Phải quan sát một lúc tôi mới nhận ra đó là cái gì. Tất nhiên, đó là những người còn lại của đoàn hái thảo dược dàn thành một hàng chậm chạp ngang qua vùng đất hoang vắng. Họ kéo dài ra những đốm lớn, đốm nhỏ và những đốm dài. Tôi nghĩ đó là những người đàn ông và các cậu bé và những súc vật. Họ càng đi chậm thì hành trình của họ càng mệt và khổ sở. Khi hạ cánh, tôi cảm thấy vui mừng được thông báo với mọi người rằng đoàn hái thuốc sẽ tới nơi chỉ trong một vài ngày tới. Thực sự là hấp dẫn khi được ngắm nhìn màu xanh xám lạnh giá của những dãy núi đá, hoang thổ màu đỏ ấm áp của đất và ngắm nhìn những hồ nước lung linh phía xa. Thấp bên dưới trong khe núi, nơi đó ấm áp, được che chở khỏi những làn gió lạnh cắt da cắt thịt, bám đầy rêu, địa y và những cây cối tạo thành tấm thảm, nhắc tôi nhớ về việc nghiên cứu của cha tôi. Phía bên kia là dòng suối nhỏ đã hát cho tôi nghe khi đêm đến. Ngang qua nó, đúng vậy, điều đó cũng nhắc tôi nhớ lại một cách đau đớn về lần mà tôi đã làm đổ một bình nước sạch lên tấm thảm của cha tôi. Phải, cha tôi chắc chắn có một bàn tay rất mạnh mẽ. Miền quê phía sau Lạt Ma Viện là rừng núi. Các đỉnh núi nối tiếp nhau cao dần lên thành một dãy. Dựa vào đường chân trời phía xa, chúng đứng vẽ lên những nét màu đen ngược ánh sáng mặt trời. Bầu trời Tây Tạng trong trẻo nhất thế giới. Người ta có thể nhìn thấy những ngọn núi không bị che khuất rất xa và không có sương mù làm cho biến dạng. Không có một cái gì di chuyển trong khoảng cách rộng lớn
mà tôi có thể nhìn thấy, ngoại trừ các nhà sư bên dưới tôi và những đốm người khó nhận biết được đang làm việc cực nhọc không bao giờ kết thúc, đang di chuyển về phía chúng tôi. Có lẽ họ đã nhìn thấy tôi ở đây. Nhưng lúc này diều đã bắt đầu giật mạnh. Các nhà sư đang kéo tôi xuống. Với sự quan tâm vô hạn đến chiếc diều thử nghiệm có giá trị, họ cố gắng kéo nó xuống mà không làm hỏng nó. Trên mặt đất, vị sư chỉ huy diều đón mừng tôi với tình cảm trìu mến và quàng cánh tay dán chắc lên vai tôi, siết chặt thân tình đến nỗi tôi chắc rằng xương của tôi đã bị gãy vụn. Không ai có thể chen vào một lời trong nhiều năm ông đã có lý thuyết, nhưng không thể đưa chúng ra thử nghiệm. Kích thước quá khổ của ông làm cho ông không thể bay được. Như tôi luôn nói với ông, khi ông dừng lại để thở, tôi thích bay. Tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui khi được bay, cũng như ông vậy. Khi làm những việc từ thiết kế, thử nghiệm đến theo dõi. Phải, lốp sang. Bây giờ nếu chúng ta chuyển cái này sang đây và đặt thanh trống này ở đây. Phải, sẽ làm như vậy. Chúng ta sẽ đưa nó vào và bắt đầu ngay bây giờ. Và nó bị rung mạnh một bên. Cậu nói vậy phải không? Cậu đã làm điều này khi nào thế? Cứ như thế, bay và điều chỉnh, bay và điều chỉnh. Và tôi yêu thích từng giây phút khi làm chiếc diều đó. Không ai ngoài tôi được phép bay, hoặc là thậm chí được đặt chân vào trong chiếc diều đặc biệt đó. Mỗi lần tôi sử dụng là có một vài sửa đổi, một vài cải tiến. Cải tiến lớn nhất tôi nghĩ là một cái đai để giữ tôi ở trong đó. Nhưng sự xuất hiện của những người còn lại của nhóm đã chấm dứt việc thả diều trong một hoặc hai ngày sau đó. Chúng tôi phải tổ chức những người mới vào thành những nhóm thu lượm và đóng gói. Những nhà sư ít kinh nghiệm chỉ hái ba loại cây thuốc và họ được đưa đến vùng đất mà loại cây đó phong phú. Mỗi một nhóm sẽ ở lại trong 7 ngày, nơi vùng đất họ sẽ hái thảo dược. Vào ngày thứ 8, họ trở về cùng với thảo dược. Chúng được trải ra trên nền kho rộng và sạch sẽ. Những vị lạt ma có nhiều kinh nghiệm kiểm tra từng cây một để đảm bảo rằng chúng không bị sâu hại và đúng loại. Một số cây phải loại bỏ cánh hoa và sấy khô. Những cây khác phải sắt nhỏ rễ và bảo quản. Còn những loại cây khác, ngay khi chúng được mang về, sẽ được nghiền nát bằng những con lăn để lấy nước ép và bảo quản trong lọ đậy kín. Hạt, lá, thân, cánh hoa, tất cả đều được làm sạch và đóng vào những túi da khi đã khô hoàn toàn. Các túi đều được ghi nhận nội dung ở bên ngoài. Miệng túi được buộc xoắn lại để không bị thấm nước và da sẽ được nhúng nhanh trong nước và phơi dưới ánh nắng gắt của mặt trời. Trong vòng một ngày, da sẽ khô và cứng như gỗ. Cứng đến nỗi muốn mở túi ra, phải xoắn mạnh đến hết sẽ làm nó bật ra. Trong không khí khô của Tây Tạng, thảo dược được bảo quản theo cách này sẽ giữ được trong nhiều năm. Sau vài ngày đầu tiên, tôi chia thời gian giữa hái thảo dược và thả diều. Vị sư chỉ huy diều già là một người có nhiều ảnh hưởng. Như ông nói, quan điểm về lời tiên tri liên quan đến tương lai của tôi. Hiểu biết về máy móc trên bầu trời cũng quan trọng như khả năng về thu thập các loại thảo dược và phân loại chúng. 3 ngày mỗi tuần tôi bay lên trên diều. Thời gian còn lại dành cho việc đi từ nhóm này sang nhóm khác để tôi có thể tìm hiểu được càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Thường khi bay lên cao trên diều, tôi sẽ ngắm nhìn phong cảnh thân thuộc và xem các lều bằng da con yaka màu đen của những người đi hái thảo dược. Xung quanh họ những con yaka đang gặm cỏ, bù cho khoảng thời gian cuối tuần chúng phải chở thảo dược về tu viện.
Nhiều loại cây trong đó được biết rõ ở các nước phương Đông, nhưng những loại khác chưa được thế giới phương Tây khám phá. Và vì thế nên chúng không có tên Latin. Những kiến thức về các loại thảo mộc vô cùng hữu ích đối với tôi, nhưng sự hiểu biết về bay cũng chẳng kém gì. Chúng tôi lại có một tai nạn nữa. Một nhà sư đã quan sát tôi khá kỹ lưỡng, và khi tới lượt anh bay trong một chiếc diều thông thường, nghĩ rằng anh có thể làm cũng tốt như tôi. Trên không trung chiếc diều dường như hoạt động rất kỳ lạ. Chúng tôi nhìn thấy nhà sư đang nỗ lực hết mình để kiểm soát trạng thái của chiếc diều. Chiếc diều lảo đảo mạnh một cách đặc biệt, rồi nó lao xuống và lật nghiêng sang một bên. Gỗ nứt toác và vỡ vụn. Nhà sư rơi lộn nhào xuống. Khi rơi, anh quay lộn vòng với chiếc áo choàng cuốn phần phật quanh đầu. Một cơn mưa các vật dụng rơi xuống: bát tờ sampa, chén bằng gỗ, chuỗi hạt và một vài đồ vật khác. Anh sẽ không cần đến chúng nữa. Quay lộn lần cuối, cuối cùng anh biến mất trong khe núi. Sau đó vọng đến tiếng va đập mạnh. Tất cả những điều tốt đẹp rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Những ngày lấp đầy những công việc, những khó khăn, chuyến đi thăm 3 tháng của chúng tôi sắp kết thúc. Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều chuyến đi thăm thú vị đến các đỉnh núi và tới Chayanpa khác gần Lhasa. Bất đắc dĩ, chúng tôi đóng gói những đồ đạc ít ỏi của mình. Vị sư chỉ huy diều tặng tôi một mô hình chiếc diều của người lái tuyệt đẹp mà ông đã làm đặc biệt dành cho tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi lên đường trở về nhà. Một vài người chúng tôi cũng như lúc đến, bắt buộc phải cưỡi ngựa. Và phần lớn các nhà sư, các chú tiểu sư cơ và súc vật thổ đều theo cách nhàn nhã. Chúng tôi vui mừng được trở về ngọn Thiết Sơn, nhưng cũng thực sự tiếc nuối khi phải chia tay những người bạn mới và sự tự do tuyệt vời nơi những đỉnh núi cao. Chương 13: Trở về nhà. Chúng tôi trở về đúng dịp lễ Lốc Xa, tức là ngày lễ đầu năm mới của Tây Tạng. Nhà nhà đều quét dọn, lau chùi sạch bóng và trang hoàng thật đẹp. Ngày rằm tháng giêng, Đức Đạt Lai Lạt Ma xuất hành đi lễ bái ở ngôi đền Dô Cang. Khi cuộc lễ chấm dứt, Ngài bắt đầu tham dự cuộc diễu hành một vòng lớn trên con đường Ba Kho, tức con đường vòng quanh ngôi đền Dô Cang và Dinh Quốc Hội, ngang qua trước chợ và đến khu thương mại. Tại đây là nơi cuộc diễu hành kết thúc. Sự trang nghiêm trịnh trọng sẽ nhường chỗ cho sự vui đùa, hưởng lạc. Khi tan cuộc lễ bái ở các đền thờ và mọi người đã thi hành xong bổn phận đối với các đấng thần minh, thì giờ phút ăn chơi tiêu khiển đã điểm. Trên những đài cao từ 10 đến 15 thước, người ta đặt những mô hình nổi khổng lồ đúc bằng bơ có tô màu để triển lãm những cảnh tượng huyền thoại trích ra từ các kinh điển. Đức Đạt Lai Lạt Ma dừng chân để chiêm ngưỡng trước mỗi tác phẩm trình bày và ban giải thưởng hàng năm cho những tác phẩm khéo léo nhất. Những giải thưởng này sẽ được chuyển giao cho các tu viện đã triển lãm những tác phẩm ưu tú. Tại tu viện Chapori, chúng tôi không thích môn giải trí này. Chúng tôi thấy trò chơi đó thật ngây ngô và phiền phức, giống như những cuộc đua ngựa không người cưỡi trên vùng đồng bằng Lhasa. Cuộc diễu hành những pho tượng khổng lồ của các nhân vật thần thoại làm chúng tôi thích thú hơn. Mỗi pho tượng gồm một sườn gỗ nhẹ bọc vải ở ngoài làm thân, bên trong ruột trống rỗng, và phía trên gắn một cái đầu rất lớn được tạo hình thật tự nhiên. Bên trong đầu pho tượng, ở chỗ ngang cặp mắt, có gắn những ngọn đèn bơ. Ánh đèn lung linh lập lòe làm cho cặp mắt pho tượng dường như đảo liếc và linh động. Những nhà sư cao lớn lực lưỡng chân đi trên hai cây cà khêu cao đến 3 thước, chui vào bên trong các pho tượng và bắt đầu cuộc diễu hành như những người khổng lồ. Đôi khi họ là nạn nhân của những thứ tai nạn dị kỳ,
Có khi một trong hai cây cà khêu bị sụp ổ gà trên đường. Những kẻ bất hạnh này đành phải đánh đu giữ thăng bằng trên một chân. Có khi cả hai cây cà khêu đều trượt tới vì đường trơn trượt, và sự té ngã là không tránh khỏi. Nhưng khi những ngọn đèn bơ bị rung chuyển quá mạnh và đổ ngọn lửa thiêu cháy pho tượng thì mới là một thảm họa thật sự. Vài năm về sau, trong một cuộc rước lễ đầu năm, tôi được đề cử mang pho tượng Đức Phật bề cao đến 8 thước. Trong khi tôi đi cà khêu bên trong tượng Phật, gió thổi vạt áo dài quyện vào chân tôi, và những con mọt bay vần vũ quanh tôi vì bộ áo cà sa của tượng Phật vừa mới được lấy từ trong kho ra. Khi tôi vừa đi được vài bước khập khiễng trên hai cây cà khêu thì bụi trong áo cà sa bay ra, làm cho tôi hắt hơi liên hồi không dứt, mà mỗi cái hắt hơi đều đe dọa sự thăng bằng của tôi một cách rất nguy hiểm. Mỗi lần hắt hơi, thân hình tôi rung chuyển và tình trạng bất ổn của tôi càng trầm trọng hơn, khi những ngọn đèn bơ bị lung lay làm đổ tràn những giọt bơ nóng bỏng chảy xuống cái sọ dừa cạo chọc của tôi. Và vì cạo chọc nên nó càng nhạy cảm hơn. Khí trời nóng bức một cách kinh khủng. Tôi bị ngộp thở muốn đứng tim vì hít phải mùi hàng lụa cũ mốc meo của chiếc áo cà sa cất giữ trong kho đã lâu ngày. Tôi bị vây khốn bởi những đám mối mọt bay vần vũ như điên quanh tôi. Và tôi bị phỏng rát da đầu vì bơ nóng của các ngọn đèn. Tình cảnh của tôi lúc ấy thật vô cùng bi đát. Cái lỗ nhỏ khoét ở giữa thân mình pho tượng để nhìn ra ngoài lại không ngang tầm với cặp mắt của tôi. Tôi không thể nào điều chỉnh được chi tiết quan trọng đó mà không thể rớt hai cây cà khêu. Thành thử tôi chỉ nhìn thấy cây lưng của nhân vật đi phía trước tôi, và xét về cách đi đứng siêu vẹo và run rẩy của y thì đủ biết rằng kẻ bất hạnh này cũng không thoải mái sung sướng gì hơn tôi lúc ấy. Nhưng Đức Đạt La Đạt Ma đang nhìn chúng tôi, và chúng tôi phải tiếp tục diễu hành trong tình trạng đó, vừa bị ngộp thở lại vừa bị nướng hết phân nửa cái sọ dừa. Chắc hẳn là tôi đã sút mất vài ký lô trong ngày hôm đó. Chiều hôm ấy, một vị quan chức cao cấp khen tặng tôi. Lốt sang, con đã trình diễn rất khéo, con rất có khả năng trở thành một tài tử thiện nghệ. Tôi phải giữ kín không dám tiết lộ cho ông ta biết rằng thật ra thì những cử chỉ mà tôi đã làm cho ông ta thích thú chỉ hoàn toàn ngoài ý muốn. Và kể từ đó tôi không bao giờ dám nhận lãnh việc đi diễu hành trong pho tượng nữa. 6 tháng sau cuộc trình diễn đó, một cơn giông bão thình lình nổi dậy, cuốn lên những đám mây bụi cát và đá sỏi. Lúc ấy tôi cùng với một chú tiểu đang ngồi trên nóc tu viện và sắp đặt lại những viên ngói để sửa chữa các chỗ bị dột. Cơn giông làm cho tôi bị hất rớt xuống một nóc cái nhà khác thấp hơn chừng 6-7 thước. Và từ đó cơn gió thổi mạnh cuốn tôi đi tiếp, làm cho tôi lại rơi một lần nữa xuống mặt đất, gần đường linh kho, từ một bề độ cao khoảng 100 thước. Thật may mắn, vì phía dưới là một vùng ao đầm ẩm thấp, và tôi rơi xuống một chỗ nước sâu ngập khỏi đầu. Nhưng tai nạn đủ làm cho tôi chấn động mạnh và mất bình tĩnh. Khi tôi cố gắng ngoi lên khỏi vùng lầy lội, tôi cảm thấy đau nhói ở khuỷu tay và ở bả vai bên trái. Tôi bò lên hai đầu gối, rồi đứng dậy và lết đi một cách khó nhọc trên đường lộ dưới ánh mặt trời nóng gắt. Bị té đau không đủ sáng suốt để suy nghĩ gì nữa. Tôi chỉ có một ý nghĩ là trở về tu viện càng sớm càng tốt. Như một người mù, tôi bước tới một cách chập choạng, mỗi bước đi lại vấp ngã. Dọc đường tôi gặp những nhà sư vừa chạy tới để xem kết quả tai nạn đã xảy ra cho tôi và đứa trẻ kia. Nhưng đứa trẻ này đã chết vì té xuống chỗ có tảng đá. Các nhà sư khiêng tôi vào phòng. Sư phụ tôi khám nghiệm bệnh tình của tôi và nói:
Ôi tội nghiệp cho những đứa trẻ này. Đáng lẽ ta không nên để chúng ra ngoài trong thời tiết như vậy. Kế đó, người nhìn tôi vào tận mắt. Lốp giang à, một cánh tay và một xương đòn bị gãy. Phải nắn xương lại tức khắc. Con sẽ phải chịu đau đớn, nhưng thầy sẽ làm cho con chỉ bị đau ở mức tối thiểu mà thôi. Sư phụ vừa nói vừa làm ngay. Và trước khi tôi kịp ý thức được việc gì xảy ra, thì người đã nắn lại cái xương đòn gánh bị chặt và đặt lại đúng khớp. Khi sư phụ nắn chỗ khuỷu tay bị gãy, tôi cảm thấy đau hơn. Nhưng không lâu, vì người đã nhanh chóng ráp cái xương bị chặt vào đúng khớp của nó. Ngày đó tôi nằm yên một chỗ không cử động. Qua hôm sau, sư phụ đến gặp tôi và nói: "Con đã bớt đau và có thể tiếp tục việc học, không nên bê trễ. Chúng ta sẽ làm việc chung với nhau trong phòng này, cũng như là tất cả mọi người. Con sẽ cảm thấy e ngại khi phải học những đề tài mới. Thầy sẽ giúp con loại trừ sự e ngại đó bằng phương pháp thôi miên." Sư phụ đóng các cửa sổ và gian phòng chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại những ngọn đèn nhỏ cháy leo lét trên bàn thờ. Sư phụ bèn đặt tôi vào trong trạng thái giấc ngủ thôi miên. Tôi đã ngủ thiếp đi trong nhiều giờ. Khi thức tỉnh, tôi nhìn qua cánh cửa sổ mở và thấy cảnh vật ban đêm hiện ra chập chờn trong thung lũng. Những ánh lửa của các ngọn đèn bơ chiếu lập lòe ở các cửa sổ trong điện Potala và chung quanh các vách tường rào. Đó là những nhà sư có phận sự trực đêm đang đi tuần. Tôi cũng nhìn thấy ở dưới chân đồi, thành phố Lhasa đang vươn mình trong sự sinh hoạt ban đêm. Khi đó sư phụ tôi bước vào và nói: "À, con đã thức tỉnh. Chúng ta nghĩ rằng có lẽ con đã thấy cảnh giới tâm linh vui thích đến nỗi con muốn kéo dài trạng thái trong đó. Thầy chắc rằng bây giờ con đã đói." Đến đây tôi mới sực nghĩ ra là thật tình tôi đang đói bụng. Người ta dọn ra cho tôi một bữa ăn. Và trong khi tôi ngồi ăn lấy sức, sư phụ nói với tôi: "Trong trường hợp thông thường, có lẽ con đã chết vì tai nạn vừa qua. Nhưng khoa chiêm tinh đã nói rằng cuộc đời con chỉ kết thúc trong nhiều năm sau, ở một nơi xa lạ, tận bên xứ của những người da đỏ. Lúc này các nhà sư đang cầu siêu cho linh hồn đứa trẻ vừa tự giã chúng ta. Nó đã chết ngay trong tai nạn." Những kinh nghiệm trong cảnh giới tâm linh khiến tôi vô cùng thú vị. Và tôi không còn thấy sợ hãi cái chết. Vì tôi biết rằng đó cũng chỉ là một sự thay đổi đi vào cảnh giới tâm linh. Nhưng tôi cũng biết rằng tuy không ai ưa thích cõi trần gian đầy ô trược, nhưng người ta vẫn phải tiếp tục sống thật tốt kiếp sống của mình. Vì đó chính là cơ hội để tu học và đạt đến sự giải thoát. Cuộc đời trên thế gian là gì nếu không phải là một môi trường để tu tập đạo giải thoát? Và đó là một môi trường rất gian khổ. Tôi thầm nghĩ, trong cuộc sống này tôi đã bị gãy mất hai cái xương, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tu học. Trong hai tuần lễ sau đó, việc học của tôi càng được thúc đẩy ráo riết hơn lúc bình thường. Người ta nói rằng đó là cách để cho tôi quên đi, đừng nghĩ đến những cái xương gãy của tôi. Sau hai tuần lễ đó, những chỗ chặt xương đã được lành lặn như cũ, nhưng tôi cảm thấy khớp xương cứng đờ và tôi vẫn còn thấy đau. Một buổi sáng, vừa bước vào phòng, tôi thấy Đại Đức Minh Gia đang đọc một bức thư. Sư phụ ngước nhìn tôi và nói: "Lốp sang, chúng ta có một gói dược thảo gửi tặng cho thân mẫu con. Con sẽ cầm về cho thân mẫu vào sáng mai, và con có thể ở lại nhà trọn ngày." Tôi đáp: "Con chắc rằng cha con không muốn gặp con. Hôm trước cha con đã không nhìn con, ngay cả khi người đi ngang qua trước mặt con trên cầu thang của điện Potala." Đó là việc rất thông thường. Cha con biết rằng con vừa có cái hân hạnh được Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp kiến. Bởi đó, người không thể nói chuyện với con trong khi vắng mặt thầy.
vì chính Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đích thân gửi gắm con cho thầy. Sư phụ nhìn tôi với cặp mắt tinh nhanh và vừa cười vừa nói: người đã đi Giang Tà Xê trong vài ngày. Qua hôm sau, sư phụ chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân và nói: con có vẻ hơi xanh xao, nhưng con ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề. Và điều đó rất quan trọng đối với một người mẹ. Đây là một khăn quàng cổ, con đừng quên rằng con là một vị Lạt Ma, là người phải tôn trọng tất cả mọi quy tắc. Trước kia con đi bộ đến đây, bây giờ con hãy cưỡi một trong những con ngựa bạch quý nhất của tu viện để trở về nhà. Con hãy cưỡi con ngựa của thầy, nó đang cần phải vận động. Sư phụ đưa cho tôi cái bao da đựng dược thảo bọc trong một cái khăn quàng lụa theo truyền thống để tỏ lòng cung kính. Tôi nhìn kỹ cái khăn quàng một cách hoài nghi, vì không nên để cho nó bị lấm lem trước khi đưa quả biếu. Sau cùng, tôi quyết định cất nó trong túi áo tràng và chỉ rút nó ra trước khi về tới nhà. Tôi giục ngựa đi xuống chân đồi. Xuống được nửa đường, con ngựa dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Rõ ràng nó không nghĩ nhiều với những gì nó đã nhìn thấy, bởi vì nó hí lên một tiếng thật lớn và vội vã lên đường, như thể nó không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy tôi. Tôi thông cảm với nó, vì tôi có ý nghĩ giống hệt như vậy về nó. Ở Tây Tạng, những vị Lạt Ma chính thống sẽ cưỡi con la, vì chúng có bổn phận làm con vật vô tính. Những vị Lạt Ma không quá cầu kỳ sẽ cưỡi ngựa đực hoặc là con lừa. Đối với bản thân mình, tôi thích đi bộ hơn nếu được phép. Đến chân đồi, chúng tôi rẽ phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm, con ngựa đồng ý với tôi là nên rẽ phải. Có thể bởi vì người ta luôn đi qua đường Linh Kho theo chiều kim đồng hồ vì lý do tôn giáo. Vì vậy chúng tôi rẽ phải và vượt qua đường Drepung, để lại tiếp tục đi theo dọc đường Linh Kho. Dọc con đường ngang qua cung điện Potala, mà theo tôi nghĩ không thể so sánh với tu viện Chapuri của chúng tôi về sự lôi cuốn. Và đi ngang qua con đường đi Ấn Độ, để lại Kalinchu ở bên trái và Điền Rắn ở bên phải chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy từ xa cái cổng lớn của nhà tôi. Khi các gia nhân nhận ra tôi, họ bèn hối hả mở cổng. Tôi cho ngựa đi qua cổng để vào tận sân nhà, với một hy vọng trong lòng rằng tôi sẽ không bị té rớt xuống yên ngựa. May mắn thay, một người giữ ngựa chạy đến nắm lấy dây cương trong khi tôi nhảy xuống đất. Người quản gia chạy ra tiếp đón tôi. Chúng tôi bèn trao đổi khăn quàng một cách lễ nghi trịnh trọng. Ông ta nói: thưa ngài Lạt Ma Y Sĩ và đại gia công tử, xin công tử hãy ban ân huệ cho gia đình và toàn thể gia nhân trong nhà này. Tôi đáp: cầu xin Phật Tổ Như Lai ban ân huệ và ban cho ông sức khỏe trường cửu. Thưa đại gia công tử, lệnh bà có truyền lệnh cho tôi đưa công tử vào. Trong khi chúng tôi bước vào, người quản gia đi trước dẫn đường, như thể là tôi không biết đường đi một mình. Tôi rút cái khăn quàng ra và phủ ngoài bao da một cách cẩn thận. Chúng tôi bước lên lầu trên để vào phòng khách của mẹ tôi. Tôi thầm nhớ lại, lúc nhỏ tôi không bao giờ được phép đến đây. Nhưng ý nghĩ đó liền nhường chỗ cho ý muốn mãnh liệt là chạy vắt giò lên cổ để thoát thân ngay lập tức, khi tôi thấy rằng phòng khách của mẹ tôi đầy những khách đàn bà. Trong khi tôi còn đang lúng túng tiến thoái lưỡng nan, thì mẹ tôi đã bước đến gần và mở lời tiếp đón tôi trước. Đại Đức Lạt Ma, hỡi con, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban danh dự cho con rất nhiều. Các bà bạn của mẹ hôm nay đến đây để được nghe chính miệng con kể lại cái vinh dự ấy. Tôi đáp: thưa mẫu thân, những quy định trong tu viện không cho phép con tiết lộ những gì ngài đã nói với con. Đại Đức Minh Kia có truyền cho con kính dâng lên mẹ bao dược thảo này cùng với một khăn quàng bằng lụa. Hỡi con yêu quý,
các bà mệnh phụ này đến từ những vùng xa xôi để được nghe câu chuyện trong cung điện của Đức Đạt Lai Lạt Ma và nghe nói chuyện về Ngài. Phải chăng Ngài vẫn thường xem những tạp chí Ấn Độ? Và phải chăng Ngài thường sử dụng một thứ kiếng có thể nhìn xuyên qua vách tường nhà? Tôi đáp: Thưa mẫu thân, con chỉ là một Lạt Ma y sĩ nghèo vừa mới xuống núi, và thật là không xứng đáng để nói chuyện về đức trưởng giáo của giới tu sĩ. Con chỉ là một kẻ chuyển giao thư tín mà thôi. Lúc ấy một thiếu nữ bước đến gần tôi và nói: Đại đức Lạt Ma không nhận ra tôi sao? Tôi là Yaso đây. Quả thật tôi không nhận ra chị tôi, vì chị tôi đã trở nên một thiếu nữ dậy thì, nở nang trọn vẹn. Tôi cảm thấy e dè sợ hãi. Tất cả là 8 hay 9 người phụ nữ có mặt tại đó. Thật là quá nhiều đối với tôi. Tôi đã biết cách ứng xử đối với những người thuộc nam giới, nhưng còn nữ giới thì tôi chưa từng tiếp xúc nhiều. Họ nhìn tôi với những cặp mắt tò mò và soi mói, dường như là muốn nuốt sống lấy tôi. Tôi chỉ còn giải pháp duy nhất là tìm cách thoát thân. Tôi nói: Thưa mẫu thân, con đã chuyển giao thông điệp và quà tặng của sư phụ con. Xong rồi, bây giờ con phải trở về với bổn phận hàng ngày. Con hãy còn đau và con có nhiều việc phải làm. Nói xong, tôi chào từ giã tất cả các quan khách và quay lưng đi mau với một tốc lực tối đa mà sự lễ nghi cho phép. Vị quản gia đã trở lại văn phòng của người và một người giữ ngựa dắt đến cho tôi. Tôi nói: Anh hãy cẩn thận khi đỡ tôi lên yên, vì tôi vừa bị gãy xương ở tay và vai và tôi không thể lên yên ngựa một mình. Người giữ ngựa mở cổng cho tôi đi ra, đúng vào lúc mẹ tôi xuất hiện trên bao lớn và nhìn sau lưng tôi. Khi tôi trở về tu viện, tôi đến gặp Đại Đức Minh Gia. Sư phụ nhìn tôi vào tận mắt và hỏi: Lốp sang, con có vẻ ngơ ngác như kẻ mất hồn, tại sao vậy? Tôi đáp: Bạch sư phụ, lúc về nhà, con gặp một toán phụ nữ muốn nghe kể chuyện về Đức Đạt Lai Lạt Ma và muốn biết những gì Ngài đã nói với con. Con đáp rằng quy luật trong tu viện không cho phép con tiết lộ bất cứ chuyện gì và con đã chạy thoát thân. Sư phụ hãy tưởng tượng xem, tất cả các bà mệnh phụ ấy đều trố mắt nhìn con như cọp rình mồi. Sư phụ tôi bật cười vang. Tôi càng ngạc nhiên về sự vui vẻ của sư phụ thì người lại càng cười giòn giã hơn nữa. Người nói: Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn biết xem con có muốn ở lại tu viện suốt đời hay còn nghĩ đến việc trở về với gia đình. Đời sống ở tu viện đã làm đảo lộn mọi quan niệm của tôi về đời sống xã hội. Hồi đó tôi cho rằng phụ nữ là những nhân vật lạ lùng, mà cho đến bây giờ tôi vẫn thấy như vậy. Tôi đáp: Gia đình con là ở đây, con không muốn trở về nhà. Tất cả những bà mệnh phụ ấy với những bộ mặt sơn phết và tóc bôi mỡ trơn bóng làm cho con phát ngấy, và họ nhìn con với một vẻ mặt lạ lùng, chẳng khác nào những người đồ tể ở làng Xô nhìn một con trừu trúng giải nhất trong cuộc triển lãm nông nghiệp. Họ thốt ra những tiếng kêu cha chúa và những màu sắc biểu lộ trên hào quang của họ thật là dễ sợ. Bạch sư phụ, xin sư phụ đừng bảo con trở về nhà nữa. Trong vài ngày, tôi không được phép quên câu chuyện này đi. Ồ, lốp sang, tháo chạy chỉ vì một toán ẩn bà. Hoặc, lốp sang, tôi muốn bạn đến với mẫu thân của bạn. Hôm nay bà ấy mở tiệc và họ cần được vui lòng. Nhưng một tuần lễ sau đó, người ta lại nói cho tôi biết rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma rất chú ý đến tôi và đã quyết định cho phép tôi trở về nhà 1-2 ngày mỗi khi mẹ tôi tổ chức những cuộc tiếp tân trong gia đình. Không ai có thể trái lệnh Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tất cả chúng tôi đều yêu quý Ngài, không chỉ đơn thuần như là một thượng đế của trái đất, mà thực sự là một người cao cả. Tính khí của Ngài có đôi chút nóng nảy, nhưng chỉ là ý kiến của tôi. Và Ngài không bao giờ để thành kiến cá nhân can thiệp vào những nhiệm vụ của quốc gia. Ngài cũng không ở trong trạng thái nóng nảy quá một phút. Ngài là người đứng đầu nhà nước và giáo hội. Chương 14. Sử dụng thần nhãn. Một buổi sáng khi tôi đang thanh thản và tự hỏi làm gì cho hết nửa giờ nhàn rỗi trước khi đến buổi lễ cầu nguyện tiếp theo, Đại đức Mingya đến tìm tôi và nói: "Chúng ta hãy đi dạo một vòng Đốp Giang. Thầy có một việc nhỏ cho con làm." Tôi liền đứng bật dậy, vui mừng khi được đi với thầy. Không mất mấy thời gian để chuẩn bị, và sau đó chúng tôi lên đường. Khi chúng tôi rời khỏi đền thờ, một trong những con mèo đến bên và biểu lộ cảm tình quấn quýt. Chúng tôi không thể bỏ nó đó cho tới khi tiếng rừ rừ ầm ĩ kết thúc và cái đuôi bắt đầu ngoe ngoậy. Đây là một chú mèo to lớn, chúng tôi gọi nó là mèo. Tất nhiên trong tiếng Tây Tạng sẽ là Simi. Hài lòng là tình thương yêu của mình đã được đáp lại thắm thiết, chàng ta trang trọng bước đi bên cạnh chúng tôi cho tới nửa đường đi xuống chân núi. Sau đó rõ ràng nó nhớ ra rằng đã để lại những viên đá quý không được bảo vệ nên hối hả quay về. Những con mèo ở trong đền thờ của chúng tôi không chỉ để cho vui, mà chúng còn là người bảo vệ hết sức tận tụy vô vàn đá quý còn nguyên sơ trải khắp chung quanh những hình tượng thiêng liêng. Những con chó nhà là những người bảo vệ. Những con chó ngao to lớn có thể vật ngã một người đàn ông và cắn anh ta. Nhưng những con chó này có thể bị dọa nạt và đuổi đi. Với mèo thì không như vậy. Một khi chúng đã tấn công thì chỉ có cái chết mới dừng chúng lại được. Chúng thuộc loài mà đôi khi người ta gọi là xiêm. Đất nước Tây Tạng rất lạnh, vì thế con mèo này hầu như là đều có màu đen. Ở những nước có khí hậu nóng, tôi được nghe nói rằng chúng có màu trắng. Nhiệt độ ảnh hưởng đến màu lông của chúng. Mắt chúng xanh và hai chân sau dài. Điều đó làm cho chúng có dáng vẻ khác biệt khi bước đi. Đuôi chúng dài và giống cây roi. Còn giọng của chúng, không có loài mèo nào có tiếng kêu giống như loài này. Âm lượng và phạm vi âm thanh gần như không thể tin được. Đến phiên làm việc, những con mèo này lảng vảng trong những ngôi đền, bước chân lặng lẽ và cảnh giác, giống như những cái bóng đen của màn đêm. Nếu bất cứ ai cố gắng lấy đi những vật quý không được bảo vệ, một con mèo sẽ xuất hiện và lao vào cánh tay của hắn ta. Trừ khi hắn ta bỏ vật quý ra ngay lập tức, nếu không con mèo khác, có lẽ là hình ảnh thiêng liêng sẽ nhảy thẳng vào họng tên trộm. Những con mèo này có móng vuốt dài gấp đôi móng vuốt của những con mèo bình thường, và chúng sẽ không để cho kẻ trộm thoát. Những con chó có thể bị đánh đuổi, hoặc là có thể bị bắt hoặc đánh bả. Với mèo thì không như vậy. Chúng có thể buộc những con chó ngao hung dữ bỏ chạy. Chỉ những người nào quen thân với những con mèo này mới có thể đến gần chúng khi chúng đang làm nhiệm vụ. Chúng tôi tiếp tục tản bộ xuống đến chân núi. Chúng tôi sẽ phải đi qua Pago Ca Linh và đi tiếp qua làng Xô, tiếp tục đi qua cây cầu màu ngọc lam và sẽ phải lần nữa đến trụ sở của Bộ Phái Ngoại giao, tới nơi phái đoàn Trung Quốc cũ đang trú ngụ. Sư phụ tôi vừa đi vừa nói: "Một phái đoàn Trung Quốc vừa mới đến. Như thầy đã nói chuyện với con, chúng ta hãy nhìn qua từng nhân viên phái đoàn ấy để xem họ là người như thế nào." Ấn tượng đầu tiên của tôi rõ ràng là không tốt đẹp. Bên trong trụ sở của bộ phái, các nhân viên người nước ngoài lăng xăng qua lại trong các phòng, vẻ mặt dương dương tự đắc hoặc là đang lom khom mở các dương cháp và những thùng đồ đạc. Tôi nhận thấy họ có một số vũ khí khá nhiều, đủ để vũ trang cho một đạo binh nhỏ
vóc người nhỏ thó của tôi cho phép tôi mở cuộc do thám dễ dàng hơn một người lớn. Thật vậy, tôi đã lẻn bỏ lại gần một cửa sổ mở. Xuyên qua đó, tôi có thể rình xem cho đến khi một người trong bọn họ bất chợt ngẩng đầu lên. Khi người ấy nhìn tôi, ông ta nổi giận thốt lên một câu nguyền rủa bằng tiếng Trung Quốc, hẳn là có tính cách xúc phạm đến cả tổ tiên của tôi. Rồi ông ta nhìn quanh tìm một vật gì đó để ném tôi, nhưng tôi đã kịp rút lui trước khi ông ta có thể ra tay. Trên đường về, tôi nói với Đại Đức Mingya: "Sư phụ biết không, họ có những vầng hào quang màu đỏ và họ có một lối vung dao găm rất dễ sợ." Sư phụ tôi có vẻ trầm tư trên suốt con đường về. Sau bữa ăn chiều, người nói với tôi: "Thầy đã suy nghĩ nhiều về phái đoàn Trung Quốc ban nãy, và thầy sẽ đề nghị với Đức Đạt Lai Lạt Ma hãy sử dụng năng khiếu thần nhãn của con. Trong trường hợp đó, con có thể quan sát họ xuyên qua một bức bình phong được chăng?" Tôi đáp: "Nếu sư phụ nghĩ rằng con có thể thì chắc là con sẽ làm được." Tôi không gặp sư phụ suốt cả ngày hôm sau. Qua ngày kế đó, người để tôi làm việc suốt buổi sáng và sau bữa ăn trưa mới nói với tôi: "Lốp sang, trưa nay chúng ta sẽ đi chơi một vòng. Đây là một cây khăn quàng hảo hạng, không cần phải có thần thông mới biết rằng chúng ta sẽ đi đâu. Con có 10 phút để chuẩn bị, rồi sau đó hãy đến gặp thầy. Thầy cần phải báo trước với vị sư trưởng." Một lần nữa, chúng tôi lại noi theo con đường treo leo đi xuống chân núi. Một con đường tắt xuyên qua sườn núi phía tây nam đưa chúng tôi đến Nobulinga rất màu trắng. Đức Đạt Lai Lạt Ma rất thích khu vườn ngọc uyển này. Tại đây ngài thường đến thưởng ngoạn trong những giờ nhàn rỗi. Nhìn bên ngoài, Potala là một nơi tuyệt đẹp, nhưng là bên trong rất ngột ngạt vì không được thông gió đầy đủ và có quá nhiều ngọn đèn bơ thắp quanh năm suốt tháng. Nhiều bơ đã bị đổ xuống sàn nhà trong suốt những năm qua và cũng không còn là kinh nghiệm mới mẻ gì việc các lạt ma cao quý với dáng vẻ trịnh trọng khi đang đi xuống một đoạn sàn dốc dẫm phải một tảng bơ phủ đầy bụi bẩn, và ông ta sẽ đến được nơi cuối cùng của đoạn dốc với một tiếng uỳnh trong sự ngạc nhiên. Khi cơ thể như là bộ xương của ông va vào sàn đá, Đức Đạt Lai Lạt Ma không muốn có rủi ro trở thành nhân vật có cảnh tượng đáng sợ như vậy. Vì thế ngài ở lại Nobulinga bất cứ khi nào có thể. Vườn ngọc uyển được bao quanh bởi một bức tường đá cao gần 4 mét. Khu vườn chỉ mới khoảng 100 năm tuổi. Cung điện ở bên trong có những tháp nhỏ bằng vàng và bao gồm 3 khu nhà mà chúng được sử dụng cho những công việc của chính quyền và quốc gia. Nội cung cũng được bao quanh bởi một bức tường cao, được Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng như một vườn cảnh. Ai đó đã từng viết rằng các quan chức bị cấm vào trong đó. Chắc chắn không phải như vậy. Họ bị cấm làm bất cứ công việc chính quyền nào trong đó. Tôi đã từng vào đó khoảng 30 lần và biết rất rõ về nó. Trong khu vườn này có một cái hồ sen nhân tạo rất đẹp với 2 củ lao. Trên mỗi củ lao có dựng lên một nhà mát để nghỉ hè. Ở góc phía tây có một con đường rộng đắp bằng đá. Từ đó có thể đi đến 2 củ lao và có ngôi nhà trên đó. Đức Đại La Lạt Ma thường đến những củ lao trên hồ sen này. Tại đây ngài tham thiền nhiều giờ mỗi ngày. Bên trong vườn ngọc uyển có dinh trại của Toán Ngự Lâm Quân, gồm độ 500 người, có phận sự bảo vệ an ninh cho Đức Đại La Lạt Ma. Đó là nơi Đại Đức Mingya đang đưa tôi đến. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi. Sau khi đi qua những khu vườn sầm uất, chúng tôi bước qua một cánh cửa rất đẹp, đưa vào một khoảng vườn bên trong. Những loài chim đủ màu sắc sặc sỡ đang ăn dưới đất. Chúng không màng nhìn thấy trò tôi.
nên chúng tôi cũng không muốn quấy rầy chúng. Mặt hồ phẳng lặng chiếu sáng như một tấm gương trong. Con đường lót đá đã được quét vôi trắng và chúng tôi noi theo để đi tới cái cù lao xa nhất. Tại đây, Đức Đại La Lạt Ma đang đắm chìm trong một cơn thiền định sâu. Khi chúng tôi bước đến gần, Ngài ngước mắt lên và mỉm cười với chúng tôi. Chúng tôi liền quỳ xuống, đặt cái khăn quàng dưới chân Ngài và Ngài mời chúng tôi ngồi xuống trước mặt. Kế đó Ngài gõ chuông để ra hiệu cho một vị Lạt Ma hầu cận dâng trà, một thủ tục thông thường trước khi bắt đầu mọi câu chuyện. Trong khi chờ đợi, Ngài nói chuyện với tôi về những loài cầm thú nuôi trong vườn Ngọc Uyển và hứa sẽ cho tôi xem sau này. Vị quan hầu cận dâng trà xong, vừa lui ra thì Đức Đại La Lạt Ma nhìn tôi và nói: "Đạo hữu Mingya có nói cho ta biết rằng con không ưa những hào quang của phái đoàn Trung Quốc. Người nói rằng tất cả bọn họ đều có mang đầy đủ khí giới. Trong các cuộc thử thách bí mật hay công khai trước đây, năng khiếu thần nhãn của con đã tỏ ra chính xác và không hề lầm lẫn. Vậy con nghĩ sao về những người ấy?" Câu hỏi của Ngài làm cho tôi bối rối. Tôi không thích nói cho ai nghe trừ phi với sư phụ tôi. Những gì tôi nhìn thấy trong hào quang của người khác và những màu sắc ấy có ý nghĩa gì đối với tôi? Thật vậy, tôi nghĩ rằng nếu một người không thể nhìn thấy và tự diễn đạt lấy ý nghĩa của các hào quang ấy cho riêng mình, thì điều đó có nghĩa là người ấy không có cái định mệnh được biết những gì tôi biết. Nhưng làm sao tôi dám nói điều ấy với một vị nguyên thủ quốc gia, nhất là một vị nguyên thủ không có năng khiếu thần nhãn? Tôi bèn đáp: "Vạn bạch thái tuế, con rất vụng về trong việc nhìn xem hào quang của người khác, và bởi đó con không đủ tư cách để bày tỏ một ý kiến nào cả. Tôi không đạt được kết quả gì với lời từ chối đó." Vì Đức Đạt La Lạt Ma lại nói tiếp: "Con thuộc về thành phần những người bẩm sinh đã sẵn có những khả năng thiên phú. Những khả năng đó đã được phát triển nhờ sự tu luyện theo các pháp môn bí truyền. Con có bổn phận phải nói. Con đã được nuôi nấng dạy dỗ chỉ vì mục đích đó mà thôi. Ta nghe đây. Vạn bạch thái tuế, những nhân viên trong phái đoàn nước ngoài đó đều có những ý đồ rất xảo trá, quỷ quyệt. Những màu sắc trong hào quang của họ biểu lộ một ý định lường gạt và phản bội." Tôi không nói gì thêm nữa, nhưng Đức Đạt La Lạt Ma có vẻ hài lòng. Ngài nói: "Tốt lắm, con đã lặp lại đúng như những lời con đã nói với đạo hữu Mingya. Ngày mai con sẽ đứng núp sau phía tấm bình phong này và con sẽ quan sát phái đoàn Trung Quốc khi họ đến đây. Chúng ta cần biết rõ ý đồ của họ. Con hãy núp ngay bây giờ thử xem có ai nhìn thấy không." Tôi bèn tuân lệnh đứng núp sau bình phong. Các nhà sư cũng giúp rời những con sư tử đá chắn thêm ở phía ngoài để cho tôi được hoàn toàn kín đáo. Người ta thử tập dượt qua một lần cuộc thăm viếng này. Những vị Lạt Ma đóng vai trò của phái đoàn nước ngoài. Họ cố gắng tìm ra chỗ tôi ẩn núp. Tôi đọc được ý nghĩ của một người trong bọn. Nếu mình tìm thấy nó, mình sẽ được thăng thưởng. Nhưng rốt cuộc ông ta cũng chẳng được gì, vì ông ta nhìn về một phía khác. Sau cùng, Đức Đại La Lạt Ma tỏ ý hài lòng và gọi tôi. Sau vài phút nói chuyện, Ngài dặn chúng tôi trở lại vào ngày hôm sau, vì phái đoàn Trung Quốc có lẽ sẽ tìm cách buộc Ngài ký một hiệp ước gì đó về Tây Tạng. Chúng tôi từ biệt Ngài và trở về tu viện Chapori.